Lời đầu tiên, đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở độ tuổi 20 trở lên, bao gồm cả nam và nữ. Trong chương trình diễn đọc của đọc giải trí ngày hôm nay, đọc giải trí sẽ trình bày phần diễn đọc về cuộc đời của cụ Trần Văn Hương, vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Vào đầu thập niên 1970, ở miền Nam, ở Sài Gòn, thì người đương thời lúc đó quen gọi Phó Tổng thống Trần Văn Hương hay là Tổng thống Trần Văn Hương là cụ Hương. Vì vào thời điểm đó thì cụ Hương đã bước sang ở cái tuổi trên 70. Còn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì người ta quen miệng gọi là ông Thiệu hay là ông Tổng thống Thiệu. Vì đầu thập niên 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ mới bước qua ở cái tuổi 50. Thì đó là cái cách gọi của người Sài Gòn, người miền Nam lúc đó. Nên đọc giải trí cũng gọi là cụ Hương và gọi Tổng thống Thiệu là ông Thiệu. Nhưng mà trong tài liệu mà đọc giải trí diễn đọc sau đây, họ gọi cụ Hương là ông Hương hay là ông Trần Văn Hương, thì đọc giải trí cũng theo tài liệu gọi là ông. Về các video nói về cụ Trần Văn Hương thì đọc giải trí không chia ra là tập 1 hay tập 2, nhưng mà làm hai video về cụ Trần Văn Hương. Một video thì nói về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Hương, và một video khác nữa là diễn đọc lại một cái bài viết, một cái tài liệu của một người mà gia đình bên vợ của ông ta có cái quan hệ gần gũi với lại cụ Trần Văn Hương. Thì trong cái video thứ hai, đọc giải trí sẽ diễn đọc để nói lên cái nhân cách lãnh đạo của một trí thức, của một lãnh đạo ở miền Nam vào thời điểm trước năm 1975. Còn trong video này thì đọc giải trí sẽ diễn đọc những chi tiết quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương. Sau đây là phần diễn đọc. Ông Trần Văn Hương sinh năm 1902, mất năm 1982, là một chính khách Việt Nam Cộng Hòa, từng là thủ tướng trong hai nhiệm kỳ năm 1964 năm 1965 và năm 1968 năm 1969, và là phó tổng thống từ năm 1971 đến năm 1975, và rồi là tổng thống trong thời gian ngắn ngủi 7 ngày từ 21 đến 28 tháng 4 năm 1975 của Việt Nam Cộng Hòa. Thân thế, ông Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình nghèo. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, ông Trần Văn Hương được ra Hà Nội học trường cao đẳng sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, ông Trần Văn Hương được bổ về dạy tại trường College de Migrants de Village tại Mỹ Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học mấy năm trước. Thời gian từ năm 1943 đến năm 1945, ông Trần Văn Hương là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý tại trường này. Ông là một thầy giáo
đã từng đào tạo nhiều học trò nổi tiếng. Tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng tự nhận là một học trò của ông. Và ông Trần Văn Hương từng giữ chức đốc học tại tỉnh Tây Ninh. Thời kỳ tham chính, cách mạng tháng 8 nổ ra, ông Trần Văn Hương tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Hương được cử giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, do ông biết lực lượng Việt Minh quy chụp cho nhiều trí thức là Việt Giang, nên ông bỏ về quê sống ẩn dật và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp và Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, mà sau này là quốc gia Việt Nam ở miền Nam. Sau đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó, ông lập đảng Phục Hưng, nhóm họp một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau Hiệp định Jena năm 1955, ông Hương ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm một thời gian ngắn. Sau đó, ông Hương từ chức để phản đối đường lối chính trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm thời đệ nhất Cộng Hòa. Năm 1960, ông Trần Văn Hương cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravan, thường được gọi là nhóm Caravan, chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi đứng đầu nổ ra, nhóm Caravan đã tuyên bố ủng hộ. Vì thế, ông Trần Văn Hương cùng 17 vị nhân sĩ nhóm Caravan bị chính quyền bắt giam. Trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao Trung Lãnh Vận, tức là những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù. Thời kỳ làm thủ tướng, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1964, ông Trần Văn Hương lại được cử giữ chức đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông Trần Văn Hương lại được quốc trưởng Phan Khắc Sủ mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Sang tháng Giêng năm 1965, trước áp lực của phe quân nhân, ông Trần Văn Hương phải cải tổ nội các, thu nạp thêm 4 tướng lãnh. Tuy nhiên, chính phủ của ông Trần Văn Hương không tồn tại được lâu, vì ngày 27 tháng 1 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ chính quyền dân sự và quốc trưởng Phan Khắc Sủ bị truất phế. Ông Trần Văn Hương cũng bị bắt và quản thúc một thời gian ở Vũng Tàu. Năm 1968, để tạo ảnh hưởng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông Trần Văn Hương ra làm thủ tướng lần thứ hai. Thời kỳ làm phó tổng thống, năm 1971, ông Trần Văn Hương cùng ông Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ phó tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. Thời kỳ làm tổng thống, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương.
Ông Trần Văn Hương cũng chỉ nắm chức vụ tổng thống trong 7 ngày. Ngày 28 tháng 4, ông đã trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lại phía Bắc Việt đang tiến sát vào thủ đô Sài Gòn. Ông Trần Văn Hương được xem là vị tổng thống dân cử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Về đề tư, ông Trần Văn Hương lấy vợ họ Lưu, sống ở căn nhà số 216 đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Ông bà có hai người con trai. Người con trai lớn tên là Trần Văn Giỏi, sinh năm 1924, mất năm 2011. Và người con thứ là Trần Văn Đính, sinh năm 1925. Ông Trần Văn Giỏi theo Việt Minh rồi bỏ ra Bắc. Còn ông Trần Văn Đính làm phụ tá cho cha ở Sài Gòn, sau này đi tị nạn ở Mỹ năm 1975, sống ở California. Cháu nội của ông Trần Văn Hương là Trần Bảo Danh, con của ông Trần Văn Đính, hiện nay sống ở Mỹ. Thời kỳ sau năm 1975, ông Trần Văn Hương chọn ở lại quê hương, tiếp tục sống ở căn nhà 216, nay đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Năm 1977, ông được những người cai trị ở Việt Nam trao trả cho quyền công dân, nhưng ông khước từ. Ông nói rằng, chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng sau họ nhận quyền công dân cho cá nhân tôi. Những năm tháng cuối đời, ông Trần Văn Hương sống chung trong một căn nhà với người em gái, em rể và người con trai lớn là Lưu Vĩnh Châu, tức là ông Trần Văn Giỏi. Ông Trần Văn Hương mất ngày 27 tháng 1 năm 1982, nhằm ngày mùng 3 Tết Nhâm Tuất, hưởng thọ 80 tuổi. Kính thưa quý ông bà, cô bác, phần bên trên là phần diễn đọc của Đọc Giải Trí về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Trần Văn Hương, tức là vị tổng thống thứ ba, hay là vị tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau cái video này thì Đọc Giải Trí sẽ thực hiện một video khác dựa theo một cái tài liệu của một người mà gia đình bên vợ của ông ấy có quan hệ gần gũi với lại cụ Trần Văn Hương, và chính tác giả của bài viết của tài liệu đó đã gặp được cụ Trần Văn Hương trước khi gia đình của họ rời Việt Nam đi qua Canada sinh sống. Thì trong cuộc nói chuyện đó, cụ Trần Văn Hương đã kể lại một số câu chuyện mà khi tác giả viết lại cái tài liệu buổi gặp gỡ đó thì người ta thấy rằng cụ Trần Văn Hương đã thể hiện một nhân cách đáng kính trọng của một trí thức miền Nam, của một nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin mời quý ông bà, cô bác ở khắp nơi đón theo dõi cái video nói lên cái tính khí, nói lên cái sự khẳng khái, nói lên cái sự can đảm, nói lên một nhân cách đáng kính trọng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương.
trong lần tới. Xin thân chào tất cả quý bạn đang theo dõi chương trình của Đọc Giải Trí. Xin hết.